Xin chào tất cả các bạn nha, anh em mình hôm nay đi uh, trên đường đi săn các bạn ơi, đi kiếm uh, có thú rừng gì các bạn Thì uh, anh em mình có dẫn theo uh, con chó nè các bạn, để đi săn Thì uh, bạn Cu với bạn Sơn với bạn Tài đang đi trên kia các bạn ơi Thì uh, hôm nay anh em mình đi có con gì bắt con đó các bạn, để về là ống thực chiều nay các bạn Đó thì uh, bạn Cu có dẫn theo mấy con chó các bạn ơi Rắn hả, rắn hả Rồi rồi các bạn ơi, có rồi các bạn ơi, có rồi các bạn, rắn các bạn ơi rắn 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 hả tài rắn bự tài để các bạn ơi để các bạn ui đi để các bạn ơi Đi không rắn này không có độc vậy rắn bự lắm các bạn ơi rắn bự lắm các bạn ơi này độc nó cắn người tài kìa nó cắn người tài kìa để quay các bạn xem nha cắn tài cắn tài À, rắn không có độc đâu. Nó bự vậy. Thẳng gì vậy trời? lại. Một con rắn lại bạn tao nó rắn thẳng lại các bạn ơi. Ờ rắn xấu quá. Tôi dưới Rồi nó bự lắm các bạn. Dính một em rồi các bạn ơi. À, à, hôm nay anh em mình đi đánh hả? Cắn hả? Dính rồi. Cắn hết rồi. Dính chưa? Không sao hết. Rồi các bạn ơi, <laughs> hôm nay anh em mình đi đi săn các bạn ơi có dẫn theo chó thì bắt được một con rắn rồi các bạn hôm nay còn con gì mình bắt thêm cô đó rồi các bạn nha ừ. <laughs> chào tay <tài> ke <kia. cười> hôm nay là có món rắn rồi các bạn <laughs> rồi anh em mình sẽ tiếp tục đi lên khúc trên có con gì không nha các bạn trời nắng đuối quá các bạn ơi đuối quá các bạn ơi hôm nay có mấy con chó mấy con chó đi theo đi săn các bạn đây đi các bạn có mấy con chó đi theo đi phụ anh em mình nữa các bạn ơi hai à, xin chào tất cả các bạn nha anh em mình đi bắt sóc thì bạn cu phát hiện có một ổ sóc con nó nằm trong bọng cây á các bạn thì uh, uh, ở đây thì bạn cu bắt được hai con các bạn. các bạn ơi đây là các bạn hai con sóc con này, các bạn dễ thương nữa các bạn thì uh, sóc này là về nuôi các bạn ơi nuôi nha nó dễ thương lắm nó khôn lắm các bạn oh, Và bây giờ két bạn két cu này. bạn cu đang mò bắt thêm một con nữa các bạn còn một con ở trong để bắn được một con cá ké các bạn ơi thì uh, bây giờ bạn tài uh, bắt luôn bắt luôn để về uh, để về chiều nên em mình nướng luôn các bạn đây, đây, nha. đây là thành quả của anh em mình đi săn từ sáng tới giờ Để cùng. À, và hôm nay anh em mình bắt được con rắn và một một mớ đây là cắt ké và con rắn mối và hôm nay rắn á, thì mình sẽ chế biến làm hai món một món gỏi bóp càng cua bóp chuối và còn nửa con á, thì mình xào xào ớt còn các ké này với rắn mối này mình sẽ xuyên que nướng nha anh em rồi rồi bây giờ mình vô công đoạn sơ chế hai xin chào tất cả các bạn nha hôm nay anh em mình đã chế biến xong món ăn các bạn thì bạn tài đang đỏ cái món canh thục ra các bạn ơi thì hôm nay anh em mình đi rừng săn các bạn thì chỉ được một con rắn thôi với lại một ít cắt ké với lại thêm vài con rắn mối nữa các bạn thì bạn tài cũng đã chế biến xong món ăn các bạn thì bây giờ anh em mình á, sẽ mời các bạn dùng thử với anh em mình xem là những cái món hôm nay tài ke và sư phụ tèo nấu nó có ngon không nha các bạn nha rồi, xin chào các bạn nha rồi chào các bạn đi <laughs> rồi bây giờ là mình sẽ quay gần cho các bạn xem là hôm nay bạn tài ke và sư phụ sẽ làm cho món gì à, cho để anh em mình cùng thưởng thức nha các bạn nha đây các bạn ơi thì hôm nay mình thấy là cái món có một món rất là lạ các bạn đó là món canh thục thì món canh thục này á, là được uh, sư phụ teo nấu uh, bằng uh, bột ngót giả chung với lại cà rừng nha các bạn nha mà phải thục nó mới ra nha các bạn còn à, kế bên đây là mình thấy đây là món của bạn tài ke làm là gỏi gỏi rắn nha các bạn nha còn bên đây á, là rắn xào xả ớt nha các bạn à, còn ở đây là cắt ké nè với lại à, rắn mối nướng nha các bạn nha đây là gia vị để chấm nha các bạn thì gồm có là muối ớt nè và nước mắm ớt nè thêm là muối kiến nè các bạn thì bây giờ là bạn Tài, bạn Cu và Sơn và sư phụ Tèo sẽ review cho tất cả chúng ta à, thử xem những món ăn này nó có ngon và có hấp dẫn không nha các bạn nha. Thì bây giờ Tài review trước một món nào để Tài. Mời, mời các bạn nha. Mình ăn thử cái món gỏi rắn. À bạn Tài sẽ sử dụng món gỏi rắn cuốn chung với lại lá đây. lá ngạ nha các bạn. Đây, thịt rắn đây. Đây thịt rắn rất là ngon luôn các bạn ơi. rắn gồm có gỏi nói chung là bắp chuối với lại rau càng cua nha các bạn mình ở thôn quê mình có cái gì thì mình, mình dùng cái đó đây này các bạn nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn rồi mình sẽ cuốn lại nha rồi xin mời tất cả các bạn nha rồi bạn ta sẽ sử dụng chấm nước mắm nha các bạn nha ngon coi nghe ngon tài ngon tài uhm. À, cảm giác rất là hấp dẫn các bạn ơi rất là tuyệt vời nói chung đối với mình cái món này là mỹ vị nó có đủ vị <laughs> đủ vị ha rồi bây giờ tới bạn sơn sẽ review cái món là gỏi rắn chấm nước mắm xem như thế nào nha sơn cầm chế nước mắm lên <laughs> rồi mm. Cảm giác sao sơ? Ừ, nó rất là ngon, nó chua chua, có rau còn cua thơm, nhiều rau thơm lắm Thơm ngon ha Rồi bây giờ tới uh, sư phụ Tèo sẽ review cho chúng ta biết là cảm nhận thử món gỏi rắn Hôm nay gỏi rắn thì gồm có bắp chuối và rau càng cua Và bạn Tài đã bóp chung với chanh, miếng nước mắm, chút đường, chút bột ngọt Đã cho ra một hương vị chua chua, ngọt ngọt Và bây giờ bạn sư phụ Tèo sẽ review chúng ta biết là cái món ăn này có ngon không nha các bạn Mời các bạn Dày thế dày thế cảm giác sao sư phụ? quá ngon, quá ngon các bạn ơi à, và bây giờ tới uh, bạn cu bạn cu sẽ review chúng ta biết là cái món này có ngon hay không nha mời các bạn xin mời các bạn nha mm. ừ, giòn lắm sướng lắm cảm ừ. giác sao ừ. cu sao cua giòn, ừ. ngọt. giòn ngọt. ngọt thịt rắn ngọt ừ. thịt rắn rất là ngọt ha Ăn ngon thì cái món gỏi vậy. này ừ. thì cũng uh, thông qua bốn người thì uh, bà bình cảm nhận là ai cũng có một cho ra một cái hương vị rất là thơm ngon các bạn ơi thì bây giờ tiếp theo là sẽ thưởng thức tới cái món canh thục của sư phụ Là gồm có là rau đay thục chung với lại cà rừng Rau ngót Rau ngót, à, rau ngót xin lỗi các bạn nha Rau ngót thục chung với cà rừng nha các bạn nha Đây cà rừng đây các bạn Và rau ngót đây Thì bạn Tài sẽ thưởng thức thử coi nó như hương vị nó như thế nào Tài nha ừ, Rất là ngon ha <laughs> Rồi lại miếng nữa hả? À? <laughs> ừ. rất là hợp vị. rồi rất bây là giờ qua cho tới bạn cu đi, tại vì bạn cu đã không không kiềm chế Điều được đều cái đều cơn đều thèm của mình rồi, <cười> <cười> các bạn có nhìn thấy được không? bạn cu đã không kiềm được rồi các bạn ơi. Ngon Ừ, ngon rất là ngon ha lắm. Uhm. rồi rồi bây giờ bạn cu đã review xong và tới bạn sơn bạn, bạn ngay sơn ngay sẽ thử miếng canh thục của sư phụ game có ngon hay không sơn luôn không thèm quá thèm quá đã rồi mời nha đúng không uhm. uhm, ngon quá rất là ngon ha uhm, <laughs> rồi. Không không? rồi rồi bây giờ cái món này sẽ là món của sư phụ uhm. thì uh, sư phụ sẽ thưởng thức qua và sẽ cho uhm. anh em ta biết là cái món này hôm nay sư phụ làm có ngon không sư phụ <laughs> thơm ngon quá không cãi được rồi. mình sẽ muốn rau với miếng miếng cừu có ngon không ngọt bồ nó ngọt ngon. Rồi, xin mời các bạn nha mời nhà thơm ngọt hơi ngọt hả thơm, <laughs> thơm ngọt ha rồi bây giờ thì bạn tài bạn cu và sơn và sư phụ tèo sẽ review cho chúng ta có thử cái món cuối cùng ấy còn hai món nữa là món cắt Đấy, ké cắt ké nướng mọi chấm với muối ớt nha các bạn nha cùng chấm luôn cùng chấm đây, ừ, bây mấy giờ bốn người thử review một lần xem cái hương vị nó cho ra như thế nào nha. Bạn cô thì có cảm giác thơm ngon. Thịt nướng này hơi thơm. Giòn. Ừ, hơi thơm. Giòn. Ừ. giòn ngon. Nhá dai dai nữa. Giai, dai dai. Dai mà ngọt. Dai giòn ngọt. Không nghe mùi gì hết. Ừ, ngon không khu mực á. ngon, <laughs> <laughs> thơm. Rất là ngon, nói rất chung thử là thử. món món nướng cái món cắt kè với lại rắn mối nướng rất là ngon nha các bạn nha dài sớ sớ đẹp không ngon tới cái món rắn này thử xem như thế nào Quá bây ngon. giờ cái món rắn thì bạn tài sẽ chắc phải ăn chung với một miếng cơm lam đi ha ở đây thì mới nãy bạn tài không có làm ống cơm lam đi các bạn các bạn biết tại sao mình làm cơm lam không tại vì ở nhà mà mình nấu cơm cơm nồi cũng được nhưng mà mình rất thích cái hương vị của cơm lam đẹp, ngon ăn rồi. nó rất là ngon nên mình hôm nay mình đi mình có gặp một cái cái lam gọi là rất là đẹp nên mình cũng đem về mình làm cơm lam ăn rất rất là ngon rất là thơm rồi xin mời các bạn nha bạn ta sẽ sử dụng món à, rắn xào xà ớt ăn chung ăn kèm với cơm lam Bây giờ bạn Cu, bạn Sơn và Sư phụ Tèo cũng sẽ cùng thưởng thức chung để cho các bạn biết là cái món cơm lam ăn chung với rắn xào xà ớt này nó cho ra một hương vị như thế nào nha các bạn. mời các bạn nha. Rắn dai lắm. Rắn dai ừ. Cơm, Đây, cơm lam giòn, nó thơm lắm. Giòn thơm. Ừ. thịt rắn thơm, ngon, dai ừ. trắng miếng ớt đi. ngon quá rắn này là rắn ráo nha các bạn nói chung ừ. là rắn này người ta không có nuôi đâu nó chỉ có ở ngoài tự nhiên thôi mình bắt về mình ăn ừ. thịt nó rất ngon là, dai, đó. Rất là ừ. dai rất là ừ. ngon tôm rất là tôm thơm 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 giòn lắm. thơm mà rắn có vị ngon luôn rất thơm và <laughs> rất là ngon rất là thơm và ngọt đúng rồi bây giờ là sau bốn bạn tài nè bạn cu nè bạn sơn và thu tèo đã thưởng thức qua cái món rắn xào xà ớt ăn chung với cơm lam thì cho ra một hương vị rất là đặc trưng của vùng núi vùng núi nơi anh em mình đã sinh sống các bạn nha rất là thơm ngon các bạn ơi à, có dịp các bạn cứ thử theo anh em mình nha ăn thử những món này cho các bạn bảo đảm rất là thơm ngon các bạn ơi À, <laughs> thì uh, hôm nay thì anh em mình cũng đã uh, làm xong món ẩm thực để mời tất cả các bạn và cũng đã thưởng thức qua tất cả các vị hương vị của nó thì uh, cho ra những hương vị rất là thơm ngon trong bữa ăn ngày hôm nay thì cũng uh, chúc tất cả các bạn uh, thật nhiều sức khỏe và thưởng thức được nhiều món ăn ngon hơn nữa nha các bạn nha thì anh em mình cũng đã review xong món ăn hôm nay thì cũng xin kết thúc video tại đây thì uh, tất cả các bạn uh, chào uh, mấy bạn đi, à, xin, chào rồi, đi <laughs> xin chào tất cả các bạn nha À, các bạn yêu thương anh em mình nhớ cho anh em mình xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha các bạn.